ngày 8 tháng 11 vừa qua, Công an huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai cho biết, Trung úy Bùi Ngọc Sang vừa hiến máu kịp thời cứu sống một bệnh nhân là người dân tộc thiểu số bị thủng tạng rỗng. Trước đó nhận được tin báo của bệnh viện đa khoa huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai đang có một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thủng tạng rỗng, mất máu rất nhiều. Trung úy Bùi Ngọc Sang có cùng nhóm máu của bệnh nhân đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu bệnh nhân. Bệnh nhân là bà Lý Thị Diện, sinh năm 1963, trú tại thôn Khổi Nghè, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng thủng tạng rỗng, mất máu rất nhiều, hết sức nguy hiểm. Nhờ có nguồn máu kịp thời, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn đã phẫu thuật cứu sống bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục tốt. Trung úy Bùi Ngọc Sang, công tác tại đội điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Bàn cho biết, đây là lần hiến máu thứ 11 của mình, góp phần cứu sống bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo và điều trị cho nhiều bệnh nhân khác. Hành động của Trung úy Bùi Ngọc Sang làm sáng đẹp thêm phẩm chất vì dân của lực lượng công an nhân dân. Theo các bác sĩ, thủng tạng sống là một tình trạng khẩn cấp y khoa nguy hiểm, có khả năng gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người không nhận biết được những triệu chứng cảnh báo của bệnh này dẫn tới sự chủ quan và chỉ khi rơi vào tình trạng nguy kịch mới đến bệnh viện. Một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh thủng tạng sống phổ biến nhất đó chính là đau bụng dữ dội và đột ngột. Một số người cũng có thể có các triệu chứng như buồn nôn và trong những giờ đầu của bệnh không có tình trạng bị trung đại tiện. Khi cơn đau gia tăng, vùng bụng sẽ cứng và có cảm giác đau lan ra khắp ổ bụng. Diễn biến lâm sàng của bệnh thủng tạng rỗng có thể bao gồm triệu chứng đau thượng vị dữ dội trong 6 giờ đầu, kèm theo tình trạng sốc, mất máu. Sau đó, cơn đau sẽ lan rộng ra khắp ổ bụng và trong 6 giờ tiếp theo. Các bác sĩ khuyến cáo khi có một số dấu hiệu quan trọng sau đây thì cần phải đến ngay bệnh viện để thăm khám kịp thời đau bụng dữ dội và đột ngột đặc biệt là kết hợp với các triệu chứng như buồn nôn nôn mửa và cảm giác nặng bụng sự cứng bụng và khó chịu ở trong vùng bụng sự mất cân bằng chóng mặt hoặc ngất xỉu hơi thở hô hấp nhanh hoặc nhịp tim nhanh sự sưng tấy hoặc đau khi chạm vào vùng bụng sự mất thương thú và mệt mỏi không rõ nguyên nhân nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình có những biểu hiện nêu trên cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra